Hi, welcome back to my channel Stars. Here we go. Và mình sẽ vào từ cái đầu tiên. Slenderia, The School. Let's go. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng tìm tiếp món đồ tiếp theo. Và các bạn có thể xuống dưới tầng 1. Đây không có này. Và mình sẽ xuống dưới tầng 1 luôn. Khi các bạn tìm đủ toàn món đồ này thì các bạn sẽ lắp vào. Và nguồn điện của ngôi nhà này sẽ hoạt động. Lúc đó thì các bạn sẽ mở được cánh cửa trên tầng 3 ra và hoàn thành tầng này. Ok, và mình sẽ sang từ game tiếp theo. Dear Rai, Zombie.
Okay, va mình sẽ sang cái tiếp theo. Granny chu. Ok, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Let go. Horror bro. Thank you.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tuyệt chào Zed Skinner. Let's go. Ok, và bây giờ mình sẽ sang cái tiếp theo. Slender of Riverson, let's go. Thank you.
Okay, it's off your bar. Okay, và mình sẽ sang game tiếp theo. Let's go, cứ đang đi ba.
Let's go. Ok, let's go. Sau đó thì mình sẽ vào đây và lấy những món đồ cần thiết ra. Mở cái này ra nào. Vậy chắc chắn ở đây sẽ có một cái thú bông.
Oh my god, sắp bị tuột rồi. Và mình sẽ lại phải lên lại rồi. Đấy kìa. Chắc chắn ở đây sẽ có một thứ để các bạn sẽ phải cần dùng đến. What? Không có thứ gì luôn. Thế thì phải làm cách nào đây? Để có thể trốn thoát khỏi đây. Ông bà thì đã đi vắng rồi. Còn thiếu hai món đồ nữa cơ. Mình sẽ thử tìm ở dưới đây sẽ có gì không. Xe cộ thì mở hết ra rồi. Còn một đoạn dây nữa. Một đoạn dây đó đang ở đâu? À, chỉ còn một món đồ thôi. Đó chính là đoạn dây. Bởi vì món đồ kia thì mình đã lắp vào rồi. Ok.
Luôn à. Chàng này không thèm cứu mình luôn. Có cứu không? Không cứu. Cứ đi đây đi lại lại luôn. Ảo thật. Cứu sửa mình ra thì là mình coi như mình đã thoát ra rồi. Tôi từng nói đây mà anh ta vẫn không thèm cứu luôn. Oh my god. Và mình sẽ sang kênh tiếp theo. Please. Thank you.
Okay, but my sister's gonna do too. Let go. So much time has passed, but Lee has never been on camera. Maybe need to. Tight in this cage.
ok, khá là lâu. Thì các bạn sẽ trải chuyển tự kiếm khác nhá. Đấy câu. Oh my god. Oh my god. Wow. Ok, let's go. Và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo, Far Cry A Freddy's Fall. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải coi nhà làm sao để tránh những con gấu vào trong ngôi nhà các bạn. Càng nhiều càng tốt. Và khi các bạn sẽ coi nhà thì lúc đó thì các bạn sẽ phải coi tổng cộng là 3 căn phòng. Mỗi căn phòng thì sẽ một câu hỏi khác nhau. À, sẽ đóng cửa, sau đó thì bật đèn flash. Khi đó thì con gấu sẽ nghe tiếng và nó sẽ chạy đi xa. Nếu không thì các bạn sẽ bị tiêu diệt ngay. Nó vào trong và các bạn sẽ bị tiêu diệt. Sẽ phải coi ba căn phòng đó. Và thỉnh thoảng các bạn sẽ phải ngó ở trên chiếc giường này đã có con gấu nào ngồi đây chưa. Và lúc đó các bạn sẽ hoàn thành được con này. Ok. Và tiếp tục, bây giờ mình sẽ chuyển sang từ game tiếp theo. Let's go.
vào the game tiếp theo. Just to win. Hai tên này đều ngơ cả luôn, một tên ở dưới và một tên ở trên. Và sau đó thì các bạn sẽ tha hồ tìm trong 2 phút khi hai tên này đang bất tỉnh. Các bạn sẽ phải tìm một món đồ, sau đó thì sẽ phải tẩu thoát khỏi đây. Một món đồ phù hợp với để mở cánh cửa ở chính này ra. Và khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành được tựa game này. Chỉ có một vàng này có thể là các bạn sẽ mở trên tầng. Các bạn sẽ lên tầng để mở xem trong ngôi nhà đó có cái gì không. Oh my god, mình bị nhiễm lây luôn. Ok,